Thứ nhất là tôi chúc mừng chị đã có thai đến 20 tuần. Còn cái việc mà tinh trùng yếu hay là dị dạng thì chúng tôi phải nói thế này này. Nguyên nhân tinh trùng yếu và dị dạng có rất nhiều nguyên nhân. Những nguyên nhân có thể là do bất thường, di chuyển, do chế độ ăn uống sinh hoạt và chế độ làm việc không hợp lý là cũng có thể gây nên bất bất thường về tinh trùng. Vì vậy để mà xác định xem là cháu bé có bị di truyền hay không thì việc này hiện nay chưa có đủ chứng cứ để mà nói với anh chị, thì tới khi cháu bé ra đời chúng ta sẽ theo dõi thôi. Còn cái việc mà là bị vô sinh dung bố hay không thì tôi nghĩ là chưa có chứng cứ gì để mà nói cháu bị vô sinh dung bố được cả. Thì nếu sau này cháu được nuôi dạy tốt mà không mắc các bệnh có thể gây nên cái bất thường về tinh trùng thì cháu hoàn toàn có thể sinh nở bình thường. Chị cứ yên tâm và theo dõi cháu sát sao sau này.